Rõ ràng anh là vô địch trên thế giới, là thần tiên duy nhất của lục địa, nhưng anh chỉ muốn sống yên bình, có thể nằm làm biếng, vì anh quá nhàn nhã nên ông trời không thể nhìn nổi nữa. Đã giáng thiên đạo kim bảng xuống thế gian, thiên đạo kim bảng có thể nắm giữ tất cả thế gian. Và công bố top 10 với toàn thiên hạ, danh sách bao gồm tuyệt thế bảng, thần binh bảng, thiên quân bảng, tuyệt sắc bảng. Được liệt vào kim bảng có thể được thiên đạo ban phước. Hôm nay sẽ công bố tuyệt thế bảng của 10 sinh linh mạnh nhất Cửu Châu. Khi nghe thấy thiên đạo kim bảng xuất thế, toàn bộ đại địa Cửu Châu, cho dù là Miếu Đường Vương Triều hay là Võ Lâm Giang Hồ đều chấn động, nhưng chỉ có anh là bày ra biểu cảm đáng thương tiếc nuối. Lần này toang rồi, không lẽ định công khai ta ra chứ? Tim anh đập loạn một nhịp, dự cảm chẳng lành. Toàn bộ Cửu Châu hiện tại có rất ít người có thể đạt được cấp đại tông sư. Thần tiên lục địa cũng chỉ có mình anh, hơn nữa hình như còn có thần binh bảng và thiên quân bảng. Chỉ một danh sách thôi là anh đã đủ phiền rồi, nếu còn công bố cả nhà anh ra thì sau này còn làm biếng kiểu gì? Lúc này thị nữ Võ Lạc thấy bộ dạng này của anh mà phải bụng miệng cười. Công tử yên tâm, với thực lực của ngài chắc chắn sẽ lọt top kim bảng. Cô còn tưởng rằng anh đang lo lắng chuyện kim bảng. Trong đại tần ai cũng cảm thấy Doanh Vân Cửu hoàng tử vô dụng, chỉ biết ăn chơi. Nhưng Võ Lạc lại biết công tử nhà mình thực lực thâm hậu, cố bày ra vẻ lười biếng, trong mắt cô chỉ là che giấu sức mạnh chờ đợi thời cơ. Nghe lời an ủi của Võ Lạc, anh buồn rầu gật đầu. Nếu thần tiên lục địa không thể lọt top thì ai có thể lọt được? Nhưng vấn đề là lộ hết cả thông tin rồi thì chơi thế nào được? Thôi thì đến đâu hay đến đó. Anh lắc lắc đầu, định đi dạo phố để xoa dịu cảm giác chán trường, nhưng chẳng mấy chốc một tiếng chuông vang lên giữa đất trời. Top 10 tuyệt thế bảng, kiếm thánh cái nhiếp, cảnh giới nhất lưu có thể vượt cấp xếp ngang tông sư. Dưới tông sư đã vô địch, trên tông sư một đổi một. Khi thiên đạo rơi xuống, vô số vương triều Cửu Châu xuất hiện kỳ tích, võ giả nhất lưu có thể xếp ngang tông sư. Chuyện này quá đáng kinh ngạc rồi, hơn nữa thực lực khủng bố vậy chỉ có top 10 danh sách mà thôi. Chẳng lẽ top 9 kim bảng chính là cường giả tông sư? Vừa nói dứt câu lại một tiếng thiên đạo vang lên, top 9 tuyệt thế bảng, Viên Thiên Canh, cảnh giới tông sư, từng một mình làm nổ thiên thạch ngoài vũ trụ. Nhìn cảnh tượng xuất hiện trên thiên đạo kim bảng, toàn bộ Cửu Châu gần như chấn kinh trong một tích tắc. Trên mặt vô số người đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Rốt cuộc đó là thực lực gì, lại có thể nổ tung thiên thạch to như vậy? Top 8 tuyệt thế bảng, Thiết Đản Thần Hầu Chu Vô Thị. Top 7 tuyệt thế bảng, Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại. Top 6 tuyệt thế bảng, Võ Đăng Sơn Thái Cực Trương Sơn Phong. Từng hạng của từng vị tông sư được hiện lên, vô số người đều dùng mình. Hóa ra trong Cửu Châu lại có nhiều cường giả tông sư như vậy. Vậy người đứng top 1 chắc chắn là phải khủng lắm. Top 5 tuyệt thế bảng, Tăng Nhân Quét Nhà Vô Danh của Thiếu Lâm Tự. Vào lúc mọi người đều cho rằng top 4 chắc chắn là tông sư của môn phái nào đó, ngay giây sau lại khiến tất cả đứng hình. Top 4 tuyệt thế bảng, Đế Thích Thiên, cảnh giới tông sư, từng một mình chảm giết thần thú Phượng Hoàng. Khi những âm thanh lớn chậm chậm vang lên, toàn bộ Cửu Châu đều sững sờ. Thế gian này thực sự có Phượng Hoàng sao? Hơn nữa còn bị Đế Thích Thiên giết chết. Vào lúc mọi người đang sắp phát điên, tại một không gian thần bí, hai mắt đỏ như máu của Đế Thích Thiên chợt mở. Sao lại như thế được? Bổn tọa sống hơn 2000 năm, tu vi chấn động cả một phương, sao có thể chỉ đứng top 4 tuyệt thế bảng? Anh là người đã cắt tiết Phượng Hoàng, còn là người bất tử không thể chết, xếp hạng tư chẳng phải là quá xem thường người ta rồi sao? Bổn tọa phải xem người đứng trên ta rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vào lúc mọi người đang mong ngóng, lại một tiếng thiên đạo vang lên. Top 3 tuyệt thế bảng, Tiêu Diêu Tử, 7 tuổi tông sư, 10 tuổi điên phong, 15 tuổi mở tông phái, 20 tuổi phi thiên đạp hải chỉ để tìm tiên chính đạo. Cửu Châu đại lục lại chấn kinh, rốt cuộc đây là quái vật gì? 7 tuổi đã thành tông sư, tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể tới ngưỡng đáng kinh thế chứ. So với ngài ấy mình có là phế vậy cũng là đánh giá cao rồi. Mọi người còn chưa hoàn thần lại, top 2 tuyệt thế bảng, Độc Cô Cầu Bại, cảnh giới bán bộ tiên thần, từ khi sinh ra không ai địch nổi, từng kiếm phách thiên địa chỉ vì tìm kiếm đối thủ. Nhìn vào hình ảnh một thanh kiếm xé nát thiên địa trên kim bảng, toàn bộ Cửu Châu đều trở nên im bặt, không thể dùng từ ngữ nào để hình dung sự kinh ngạc trong lòng. Bên này, nhìn thiên đạo kim bảng mà khẽ cười, may mà còn có người có thể lọt mặt ta một chút. Khi bầu không khí bị đè nén chậm chậm tan ra, tiếng thiên đạo cuối cùng vang lên, mang theo tiếng chuông vang vọng giữa trời đất. Yêu yêu Cửu Châu, thiên hạ rộng lớn, đại địa bao la, thống trị thăng trầm, tuyệt thế bảng đệ nhất, ứng giả mạnh nhất Cửu Châu sẽ xuất hiện hôm nay. Nhưng điều khiến người khác nghi hoặc là, lần thiên đạo kim bảng này không hề xuất hiện thẳng danh tính, chỉ có một âm thanh huy hoàng vang lên giữa đất trời. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc, chuyện này là sao? Dù sao thì thiên đạo kim bảng trước đó đều trực tiếp đưa ra danh tính, bây giờ đến tuyệt thế bảng đệ nhất lại nằm ngoài dự đoán. Chẳng lẽ vị cao nhân này đã mạnh tới mức thoát khỏi sự nắm giữ của kim bảng sao? Vào lúc trong đầu mọi người có vô số suy nghĩ, thiên đạo kim bảng lại vang lên lần nữa. Sau đó, một luồng sáng vàng vô cùng chói mắt xông lên thẳng trời, dường như bao phủ cả Cửu Châu trong nháy mắt, ngay cả họa diện của thiên đạo kim bảng cũng bị nhiễm ánh vàng. Sau đó mọi người nhìn vào họa diện, một bóng người mập mờ xuất hiện. Đại tần lúc này, Doanh Chính nhìn họa diện kim bảng chau mày, bóng người này sao lại có chút quen thuộc? Dù thiên đạo kim bảng này chỉ công bố những nhân vật tầm cỡ, nhưng không hiểu vì sao trong lòng ông lại có cảm giác có quen người này. Anh lúc này cũng tới bên cạnh Doanh Chính, nhìn bức vẽ trên thiên đạo kim bảng chau mày cười nhẹ. Đúng là anh thật, dù trong mắt mọi người bóng người này rất mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn ra tướng mạo, nhưng anh sao không thể nhận ra, hơn nữa đến cha anh còn thấy quen mắt. Sau đó, Doanh Chính đánh mắt nhìn cha đang trầm mặc.
sau đó âm thầm tránh xa ông ra. Có lẽ anh phải tìm cách chuồn đi rồi, nếu không ở lại đây e là sẽ khó tránh khỏi bị dò hỏi. Thiên đạo kim bảng không hề công bố tên của anh, lại khiến anh có hơi bất ngờ. Khi thời gian trôi đi, cảnh tượng trong tranh dần rõ ràng hơn. Vào lúc mọi người đang nghĩ là cao nhân tiên phong đạo cốt nào, không ngờ cảnh tượng ngay sau đó lại khiến mọi người sốc há mồm. Chỉ thấy một thanh niên đang nằm trên cỏ ngủ khò, hơn nữa còn ngủ từ sáng tới tối, rồi lại ngủ từ tối tới sáng. Trong đầu tất cả mọi người chỉ hiện lên một từ, lười biếng. Cảm giác lười nhác này sao chẳng giống cường giả gì vậy, thậm chí còn giống một đứa con ngỗ nghịch, còn là kiểu đứa con ngỗ nghịch lười như hủi. Đúng là không thể tin, hạng nhất tuyệt thế bảng mà họ mong chờ bao lâu lại có bộ dạng này. Lúc này trong Đại Tần, Danh Chính nhìn bức tranh trong Thiên Đạo Kim Bảng đỏ lựng mặt. Dù gương mặt trên đó đã bị kim quang che bớt đi không nhận ra là anh, nhưng anh vẫn hận không thể tìm một khe hở để chui vào. Danh Chính bên cạnh lúc này lại càng hạn hán lời, bộ dạng lười biếng đó sao lại giống cửu hoàng tử Danh Chính đến thế? Chẳng lẽ kẻ lười biếng trong toàn bộ Cửu Châu đều giống nhau? Danh Chính cũng không dám nghĩ nhiều về chuyện khác, dù sao cửu hoàng tử và đệ nhất tuyệt thế bảng có quá nhiều sự khác biệt, hoàn toàn không thể nào liên kết thành một mối. Danh Chính thở dài đang định nói thì lại sững người, chỉ thấy trên bức tranh, thiếu niên đó dường như đã ngủ đủ mà nhàn nhã ngáp dài. Sau đó hai tay cởi đai áo đi về phía trước, mắt của mọi người lúc này sắp rớt hết ra ngoài. Chẳng lẽ cao nhân này định te? Vào lúc mọi người đang nghi hoặc, thiếu niên trong bức tranh chỉ nhàn nhã rút ra một thanh kiếm dài. Khi anh cầm lấy thanh kiếm dài, Độc Cô Cầu Bại đang nhìn kim bảng lập tức thay đổi ánh mắt. Đó là một loại cảm giác áp bức chưa từng có. Ngay giây sau, thiếu niên chỉ vung kiếm một cái, dù không gây ra bất kỳ xung sóng nào, nhưng trong ánh mắt của Độc Cô Cầu Bại lại hiện lên sự kinh ngạc vô biên. Bởi vì hắn nhìn thấy không gian xung quanh thiếu niên đang rung lên. Vào lúc mọi người mong chờ vào động thái tiếp theo của anh, tay phải thiếu niên run rẩy ném thanh kiếm, sau đó đáp xuống cái giá ở bên cạnh, sau đó lại ngủ. Người trong Cửu Châu nhìn cảnh này lại hóa đá. Thế thôi sao, chỉ đứng dậy vung một cái là xong rồi hả? Danh Chính lúc này vô cùng kinh ngạc, ông đã nhận ra thiếu niên này tuyệt đối là đứa con lười biếng của mình Doanh Vân. Bộ dạng lười nhác bình thường vốn đã khiến ông hận nghiến răng, thảo nào cảnh tượng trong kim bảng lại quen mắt tới vậy, thậm chí còn muốn tiến lên tung cho một cước. Đột nhiên tiếng thiên đạo lại vang lên, top một tuyệt thế bảng, hoàng tử Doanh Vân Đại Tần, thần tiên lục địa, sinh linh mạnh nhất Cửu Châu. Chỉ thấy cảnh tượng trên kim bảng thay đổi, thiếu niên lười biếng trước đó lúc này đang đứng giữa không trung, từng đạo lôi đình kinh người đánh về phía thiếu niên, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì tới anh. Mà trong hư không bất ngờ xuất hiện một vạn cổ thần thú, to hơn gấp chục lần Phượng Hoàng trước đó, nhưng thần thú lại như thể đã gặp phải cái gì đó đáng sợ. Chúng đều trốn hết vào nơi sâu của lôi đình không dám tiến lên. Thấy cảnh này mọi người đều đã hiểu, nguyên nhân chúng sợ hãi chính là thiếu niên cầm kiếm kia. Lúc này toàn bộ Cửu Châu đều rơi vào im lặng, nội tâm của không ít người đang chấn động mạnh, cửu hoàng tử luôn bị người khác xem thường lại đáng sợ cỡ này. Danh Hính nhìn thứ lười biếng trước mặt, nội tâm cũng vô cùng phức tạp, ánh mắt của những đại thần khác trong triều cũng đều hướng về anh. Danh Chính bị nhìn tới mức rùng mình, sau đó bất lực lắc lắc tay, chỉ là một thần tiên lục địa thôi mà có gì đâu. Thấy anh mở miệng, Danh Chính mới như thể bừng tỉnh, đúng là con, điều này khiến Danh Chính khó mà chấp nhận được. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của cha, anh có chút bất lực. Nếu không thì sao, dù anh không muốn cha bị sốc, nhưng đến nước này rồi thì vẫn phải chấp nhận thôi. Nếu không sau này lộ ở thiên quân bảng với thần binh bảng thì phải làm sao? Vào lúc mọi người trong hoàng cung rơi vào chấn kinh, một tiếng thiên đạo vang lên đánh thức cả Cửu Châu. Hoàng tử Doanh Vân Đại Tần, có dám đấu với ta một trận?